xong con mới làm. Luôn để ý đi shopping để làm cho mình đẹp, để làm cho mình có nhiều thứ mới. Còn có ai bao giờ mình có chợt nghĩ, mình ngồi nghĩ là mình phải làm mới lại cái tâm hồn của mình, làm mới lại cái con đường sống đạo đức của mình không? Xin các thầy mẫu hướng tự nhiên chia sẻ cũng như là có ý kiến. Địa chỉ email là thiên đàng vinh phúc@yahoo.com. Tôi đến bệnh viện đa khoa Giê-xu để kiểm tra sức khỏe định kỳ và biết được mình đang bị bệnh nặng. Sau khi đo áp huyết, bác sĩ cho biết mức độ dịu hiền của tôi quá thấp. Lúc kiểm tra nhiệt độ, nhiệt kế nhảy lên tới 40, âu lo. Đo điện tâm đồ, kết quả cho biết thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu tình yêu. Vì các động mạch bị tắc nghẽn do ích kỷ và chua chát nên đã không dẫn máu lên con tim trống rỗng của tôi được. Tôi chuyển qua khoa chấn thương chỉnh hình vì hiện không có khả năng bước đi bên cạnh người anh em của mình. Cánh tay nhấn ái, không quàng vai, không quàng vai ai vì đã bị gãy do vấp ngã vào những ganh tị, giận hờn, vô lỗi. Tại khoa mắt, kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị tật khúc xạ, bị cận thị nặng. Mắt không thể nhìn thấy những khuyết điểm của chính mình, không nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân. Khi trình bày rằng tay tôi bị điếc, thính lực giảm thị nặng, bác sĩ bảo tôi đó là hàng ngày tôi không chịu lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của bao người bất hạnh đang sống quanh tôi. Với lòng nhân hậu và ân cần, bác sĩ đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Khi ra về, Ngài trao cho tôi một toa thuốc thời gian để chữa trị cần cho những gì khác, để chữa trị những giờ khắc gần gũi thân mật với Chúa trong giờ cầu nguyện và tiếp tục hiện thể. Ngài nói rằng đó là những giây phút quý giá nhất trong ngày phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Và thuốc của Ngài ghi cho tôi như sau: sáng sớm uống một ly cảm tạ ngay khi vừa thức giấc, lúc ra khỏi nhà dùng một muỗng lớn bình an. Mỗi giờ một lần, tôi cần thay băng nhẫn nại với một chút thuốc.
thuốc khiêm nhường. Trước khi về nhà, tiêm thêm một mũi tình yêu. Tối trước khi đi ngủ, uống thêm một viên tha thứ, một viên hòa giải, để loại bỏ những xích mích đã xảy ra trong ngày. Bác sĩ điều trị Giêsu Kitô. Hôm nay ta hãy làm, ta biết làm. Việc gì làm hôm nay đừng để đến ngày mai. Việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại. Việc gì làm hôm nay ta biết làm cho xong. Một ngày đã qua, một ngày đã qua, ta đã làm gì, ta đã làm gì. Ngày là ngày dần qua, đêm là đêm dần tới. Anh món gì vậy? Ê, tác giả hồi chè. Chị ơi, hồi chè này quá trời to đó. Đúng không? Wow, quá trời to cái nồi chè. Chị Thu, chị Thu làm gỏi cuốn. Rồi ok, sau một tối tĩnh tâm nhân dịp chuẩn bị các bà mừng bổn mạng, thành ra rằng là mình rất là cảm ơn sơ Linh đã cho cái giờ chia sẻ tối hôm nay thay vì cha. Thành ra rằng là cứ sơ cứ làm như vậy, các hội đoàn cứ khuyến khích làm như vậy. Chứ ông cha thì ông không biết ông nói gì nữa rồi. Thành ra rằng bây giờ là các hội đoàn cứ phải mời người này người kia đi, để mà ông cha ông ấy khỏi phải nói nhiều. Nghe đi nghe lại cũng chỉ có cái bài đó hoài, bài ca con cá hoài à. Thành ra là cảm ơn sư Tinh đã cho các bà nghe, là ai cũng khen hết. Tâm hồn cũng sáng láng hơn nữa, về nhà yêu chồng, yêu con, yêu người tha nhân nữa. Chứ còn vì yêu chồng không chưa được, phải yêu những người xung quanh nữa, những người mình ghét nữa. Thành ra là các bà nhớ nhá, các bà nhá. Yêu Chúa là phải yêu cho tất cả, chứ đừng có chọn người mình yêu rồi xong đến cứ ghét người khác. Thành ra rằng là nhá, rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Rồi trong nó càng ngày càng lớn lên trong ân sủng, làm chứng nhân Chúa cho lòng đời nhá. Giống như cha Lâm hôm nay chả nói cái bài rồi cha Lâm hôm nay chả nói cái câu cảm động lắm. Cha bảo là hôm nay ngày cuối cùng của cha rồi, thành ra rằng cha muốn tất cả mọi người là chứng nhân ánh sáng của lòng Chúa thương xót tất cả các nẻo đường, dù trong sở làm, dù trong tất cả các cái nơi môi trường mình đi, dấu chân của mình đi đến đâu thì lòng thương xót Chúa. Chứ còn bây giờ ông bảo là 3 năm trời ông ở trong giáo điểm tin mừng, mà bây giờ đó bảo là ông nơi tới nơi khác rồi, thì bây giờ đó mà mình không có tiếp tục như vậy nữa thì tất cả cái hành trình của ông, tất cả những lời giao giảng của cha thì đã nó đều bị biến tan hết, để nó tất cả mọi người là muối men cho lòng Chúa thương xót. Thành ra là cái đấy là cái câu tư tưởng của mỗi người chúng ta vậy. Và xin Thánh Monica cầu nguyện cho tất cả các người mẹ ở đây, để cho mình biết yêu mến và phó thác cho Chúa nhé. Dù khi chồng của mình không có được giống như lòng mình vậy thì xin Chúa, để Chúa xin cho con biết yêu mến chồng của con, xin cho con đủ can đảm, chứ đừng có thay đổi ông, nó thay đổi con này. Ok nhé, rồi xin tôi làm phép nhé. Nhân cha và con và Thánh Thần, Amen. Thầy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho nhịp chúng con ngày hôm nay quy tụ nhau ở đây, đặc biệt các bà chuẩn bị cho những ngày bổn mạng của các bà lễ Thánh Monica sắp sửa tới. Xin qua lời cầu bầu của nữ Thánh nữ Monica, xin Thánh nữ Monica luôn luôn nguyện bầu cùng trước mặt Chúa cho tất cả các người mẹ đây, trong của các bà mẹ cô giáo của chúng con.
con biết yêu thương, kiên nhẫn và biết thuận hòa để làm sống chứng nhân Chúa trong cái vai trò là người mẹ, người bà trong gia đình, để mà biết mang lòng thương xót Chúa cho đến tất cả mọi người, đặc biệt là trong gia đình. Và xin cầu nguyện cho chúng con trước mặt Chúa, cho gia đình chúng con hòa thuộc yêu thương nhau. Chúng con và xin Chúa chúc lành cho tình thương của chúng con chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Amen. Rồi, bây giờ mình phải chạy về giáo xứ, bởi vì sao giáo xứ của mình nó đang là có cái ông khâm sứ của tòa thánh đang là giáo xứ của mình. Có nghĩa là được tòa thánh gửi sang, ông đang ở ông New York, nhưng mà ông đang là giáo xứ của mình. Tại na là mình phải chạy về đang có tiệc cùng đang ông trong đó. Khâm sứ của tòa thánh ở đâu phải là dễ không? Súc bánh cũng cắt nữa. Chụp hình chưa? Rồi, chụp hình rồi. Bánh nè. Rồi, chế tăng chụp rồi. Ăn nữa thôi. Đúng là phải cắt ra vậy chứ không ai lấy.